Ở Việt Nam, trộm cắp xe máy là một vấn nạn khá nhức nhối gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Với những thủ đoạn tinh vi, không khó gì để bọn trộm có thể bẻ khóa trong chớp mắt. Chỉ một phút lơ là, xe của bạn có thể không cánh mà bay. Đối với đa số người dân Việt Nam, chiếc xe máy không chỉ là phương tiện di chuyển mà nó còn là một tài sản quý giá. Vì thế, bảo vệ chiếc xe là hết sức cần thiết. Lắp đặt thiết bị định vị cho xe là một trong những giải pháp để có thể bảo vệ xe và giám sát chiếc xe của bạn. Trong số đó có thiết bị định vị PT08. Vậy xin chào các bạn. Trên tay mình đang là thiết bị mã PT08. Và thiết bị này thì nó gồm 4 phụ kiện. Thứ nhất là thiết bị định vị. Thứ hai là dây leng ngắt nguồn. Thứ ba là dây nguồn và giắc cắm. Sau đây thì tôi sẽ đi sâu hơn một chút về thiết bị định vị. Thì thiết bị định vị này thì nó có khả năng xác định được vị trí và xem lại quá trình đi lại của xe trong vòng thời gian là 3 tháng gần nhất. Quá trình và thiết bị định vị PT08 hoạt động trên 3 giải tần số khác nhau: GPS và GPRS. Và đặc biệt hơn, thiết bị định vị này thì có con cảm biến chuyển động, chuyển cảm biến rung bên trong. Nó sẽ cảm nhận được sự dịch chuyển của xe khi đang di chuyển để truyền tín hiệu một cách nhanh nhất và dễ dàng lắp đặt trên mọi loại xe. Có giải tần số từ 12 đến 24V. Và thiết bị định vị này thì nó có pin dự phòng. Nó có thể khi có người khác tác động vào nguồn nuôi của thiết bị thì nó sẽ hoạt động từ 4 đến 8 tiếng nữa. Và thiết bị định vị này cũng không ảnh hưởng đến nguồn điện cũng như là hệ thống điện của xe. Công đoạn lắp đặt cơ bản gồm 4 bước. Bước 1, chuẩn bị một chiếc SIM nhà mạng như Viettel, Vinaphone, sau đó lắp SIM vào GPS. Tiếp theo gạt lấy on để SIM hoạt động. Bước 2, chọn vị trí để lắp thiết bị trên xe, thông thường là phần đầu xe hoặc dưới cốp. Sau đó đấu dây nguồn của PT08 vào hệ thống điện. Đấu dây nguồn xong mới cắm vào thiết bị để kiểm tra có nguồn hay chưa. Thiết bị sáng đèn đỏ tức là đã có nguồn. Bước 3, đặt thiết bị PT08 sao cho mặt nhận tín hiệu hướng lên trên và không bị bao bọc vật liệu ở trên gây nhiễu tín hiệu thu nhận GPS. Bước 4, sau khi cài đặt xong, kiểm tra tín hiệu bằng cách gửi tin nhắn vào SIM trong thiết bị định vị. Chỉ sau khoảng 30 phút lắp đặt xong bộ định vị. Sau khi lắp đặt sản phẩm, nhà cung cấp sẽ cho bạn tài khoản để có thể theo dõi trên trang web của công ty. Vì thế, xe của bạn có thể được theo dõi trên cả điện thoại hoặc máy tính. Chương trình của PT08 sẽ ghi lại hành trình xe đã đi và dừng chân, lưu lại lộ trình đó trong vòng 3 tháng. Không những thế, PT08 còn có chức năng chống trộm bằng cách ngắt nguồn điện từ xa thông qua tin nhắn. Chỉ cần soạn tin nhắn gửi vào SIM trong GPS, chiếc xe sẽ bị ngắt nguồn kể cả có chìa khóa. Và ngược lại, nếu muốn bật xe trở lại sẽ phải nhắn tin vào SIM đó. Vì thế, chiếc xe của bạn sẽ khá an toàn. Sản phẩm được bán trên thị trường với giá 1.490.000. Bỏ ra số tiền nhỏ mà có thể bảo vệ được một tài sản lớn, thật sự là điều cần thiết. Nhưng quan trọng hơn cả là bạn phải tự ý thức được việc bảo vệ xe, luôn để xe trong tầm quan sát và gửi bãi xe có nhân viên trông coi.